Trầm Bê chấn động phi vụ con trai bị bắt cóc, mất sừng tê giác tiền tỷ. Đại gia Trầm Bê, người vừa bị bắt giữ vì liên quan đến đề án phạm công danh, đã không ít lần gặp sóng gió khi quý tử bị bắt cóc, đòi chuộc 10 triệu USD hay vừa mất chiếc sừng tê giác trị giá 4 tỷ gây xôn xao. Con trai bị bắt cóc đòi 10 triệu USD năm 2005, dư luận chấn động với vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con trai trưởng của đại gia Trầm Bê, với số tiền chuộc bị yêu cầu lên tới 10 triệu đô la. Đây được đánh giá là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc lớn nhất từ trước đến nay. Chủ mưu trong vụ bắt cóc thế kỷ này là Bình Kiểm, một tay giang hồ khét tiếng và cũng là cao thủ mà Nam Cam phải nể mặt. Bình Kiểm có tên cúng cơm là Phạm Đức Bình, sinh năm 1970, quê gốc ở Quảng Ninh, nhưng từ nhỏ hắn đã theo gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Biệt danh Bình Kiểm có từ thời Bình làm kiểm soát quân sự tại D31 thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2001, Nam Cam và đồng bọn nói gót vào tù thì Bình Kiểm lại nổi lên với chức ông trùm bị sự thèn độc liều lĩnh. Vừa ra tù, Bình Kiểm quyết định tiến hành một phi vụ kinh thiên động địa. Là người chịu đọc báo, Bình Kiểm biết tài sản của tỷ phú Trầm Bê thuộc hàng top trong bảng tổng sắp của cả nước. Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm Bê, cũng là một doanh nhân nổi tiếng. Nếu thành công, đó sẽ là vụ bắt cóc nổi tiếng nhất thế kỷ trong thế giới tội phạm tại Việt Nam. Sau thời gian dài lên kế hoạch, theo dõi và hai lần bắt cóc hộp con mồi, đến lần thứ ba, Bình Kiểm đã thành công trong việc bắt cóc vì doanh nhân trẻ Trầm Trọng Ngân. Nhưng chưa kịp nhận tiền chuộc, tên trùm giang hồ và đồng bọn đã bị tóm gọn. Tại tòa, Bình Kiểm khai rằng do biết đại gia Trầm Bê là người có tiền nhiều nên ra giá chuộc cũng phải cao đến như vậy. Còn trong vụ án bắt cóc này, đại gia Trầm Bê không báo công an mà im lặng chuẩn bị tiền để mang đi chuộc con. Nhưng may mắn đã mỉm cười với gia đình ông, bị lực lượng công an ở xã Bà Rịa Vũng Tàu vô tình đi kiểm tra nhà nghỉ nơi băng nhóm của Bình Kiểm đang giam giữ con trai ông Trầm Bê, khiến cho Bình Kiểm phát hoảng, tưởng là lực lượng phá án vụ bắt cóc đã đến nên đã cùng đồng bọn tháo chạy nhưng không thoát. Vụ mất sừng tê giác 4 tỷ gây xôn xao vào năm 2012. Thông tin đại gia Trầm Bê bị mất cặp sừng tê giác trị giá 4 tỷ đồng ngay tại tư gia cũng gây xôn xao dư luận. Được biết, tối ngày 27 tháng 9 năm 2012, người thân của ông Trầm Bê phát hiện cặp sừng tê giác có trọng lượng gần 4 kg cất giữ ở trong dinh thự. Bề thế của gia tộc đã biến mất. Ông Trầm Bê xây dựng dinh thự tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, làm nơi chung cất thờ cúng tổ tiên. Ông thuê chính người làm bảo vệ và quét dọn. Ngay trong đêm ngày 27 tháng 9, 2012, người bảo vệ tư gia của ông Trầm Bê đã đến công an xã Hàm Giang trình báo về vụ mất trộm cặp sừng tê giác. Cặp sừng tê giác có trọng lượng 4 kg, có giá trị hiện hành lên đến 4 tỷ đồng. Thời gian đó dư luận nóng lên về chuyện đại gia Trầm Bê xài loại hàng cấm. Tê giác đang rất cần bảo vệ, là động vật hoang dã quý hiếm. Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã, một tổ chức phi chính phủ, cũng đã có công văn đến công an tỉnh Trà Vinh về vụ việc bắt trộm nói trên. Công văn nêu rõ ông Trầm Bê không nằm trong danh sách những người nhập khẩu hợp pháp sừng tê giác vào Việt Nam. Ông này cũng không có tên trong danh sách những người xuất khẩu sừng tê giác hợp pháp như là mẫu vật săn bắn từ Nam Phi, theo thông tin của chúng tôi. Sau đó, ông Trầm Bê đã lên tiếng và cung cấp giấy tờ hợp pháp về con tê giác mà ông trưng bày tại nhà. Vị đại gia này lý giải con tê giác này đã được xử lý thành thú nhồi bông, trong đó có sừng bị mắc cắp là tài sản mà ông được một người bạn tên là Ngô Thành tặng vào đầu tháng 3 năm 2007, nhân dịp tân gia. Ông Trầm Bê còn trưng ra một mẫu thiệp chúc mừng có chữ ký của ông N gửi cho ông với nội dung: chúc mừng tân gia gia đình anh chị Trầm Bê, em tặng cho gia đình anh chị một con tê giác trắng, mong rằng món quà này đem lại may mắn cho gia đình của anh chị. Ngày 1 tháng 3 2007, Ngô Thành N ký tên với những hồ sơ hải quan nhập khẩu hợp pháp. Những bằng chứng cho thấy ông Ngô Thành N tặng ông Trầm Bê một con tê giác đã được xử lý thành thú nhồi bông, phần nào giải tỏa những đồn đoán xung quanh vụ mất trộm xôn xao tại tư gia của vị đại gia này. Nhà Trầm Bê, cha ông trùm kính tiếng, con nổi danh siêu giàu, quyền lực và giàu sang thống kê trong nhiều năm gần đây, top các gia đình giàu nhất Việt Nam nổi danh trên sàn chứng khoán, vẫn đều đặn được điểm danh hàng quý, hàng năm với số tiền ngàn tỷ được công khai. Tuy nhiên, có một gia đình mà độ giàu có thuộc top đầu, ai cũng nể nhưng rất kính tiếng. Đó là gia đình ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Southernbank và Sacombank và cũng là ông chủ của Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triệu An. Năm 2012, giới đầu tư thị trường chứng khoán bất ngờ với thông tin ông Trầm Khải Hòa, con trai út của ông Trầm Bê, được bầu vào hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank và trở thành thành viên trẻ nhất 24 tuổi trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, ông Trầm Bê lộ diện là người đứng đầu trong vụ thâu tóm lịch sử trong ngành ngân hàng Việt Nam. Ông Trầm Bê chính là người đứng sau nhóm cổ đông đa số chiếm trên 51% cổ phần biểu quyết mà đã ủy quyền cho Eximbank của ông Lê Hùng Dũng yêu cầu bầu lại toàn bộ ban lãnh đạo của Sacombank. Và thời điểm đó, ông Trầm Khải Hòa
nắm giữ gần 21 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 2,1% cổ phần ngân hàng này, trị giá khi đó gần 500 tỷ đồng. Ông Trầm Trọng Ngân, con trai của ông Trầm B, sinh năm 1981, khi đó nắm giữ 48 triệu cổ phiếu, Sacombank tương đương hơn 4,9%, trị giá khoảng 1,1 ngàn tỷ đồng. Trong thời gian này, ông Trầm Trọng Ngân cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán Phương Nam, nắm giữ hàng triệu cổ phiếu của công ty này. Tính tới cuối năm 2016, ông Trầm Trọng Ngân nắm giữ 4,73% cổ phần. Tuy nhiên, giá trị số cổ phần này đã cao hơn nhiều do quy mô vốn của Sacombank đã tăng mạnh sau khi sáp nhập với Softbank. Theo báo cáo, tính tới cuối năm 2016, ông Trầm B và những người có liên quan nắm giữ khoảng hơn 9,5% vốn ngân hàng Sacombank với gần 180 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này có giá trị khoảng 2,3 ngàn tỷ đồng. Trước khi sáp nhập Sacombank tại ngân hàng Softbank, nhà ông Trầm B cũng giữ quyền chi phối tại ngân hàng này. Ông Trầm B đưa con gái Trầm Thuyết Kiều vào giữ vị trí phó tổng giám đốc Softbank, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu của các con tại ngân hàng này lên tổng cộng hơn 17%. Trong lĩnh vực bất động sản, ông Trầm B là những người có liên quan gia đình tổ chức như Softbank nắm giữ trên dưới 15% cổ phần. Đầu tư xây dựng Bình Chánh, một doanh nghiệp nhà nước sở hữu một quỹ đất khổng lồ tại thành phố Hồ Chí Minh, vay mượn vòng vo vướng vòng lao lý, ba người con của đại gia Trầm B là Trầm Trọng Ngân, Trầm Thúy Kiều và Trầm Khải Hòa đều đã hoặc đang nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông Trầm B tham gia đầu tư. Ái nữ duy nhất của ông Trầm B là bà Trầm Thúy Kiều, sinh năm 1983. Trước khi Softbank sáp nhập vào Sacombank, bà Trầm Thúy Kiều từng nắm gần 10% cổ phần Softbank. Bà Kiều lúc đó cũng là phó tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Phương Nam, đồng thời nắm giữ 4,95 triệu cổ phiếu, tương đương 11% cổ phần tại đây. Ông Lê Trọng Trí, chồng của bà Trầm Thúy Kiều, cũng sở hữu gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,67% Softbank. Khối tài sản của gia đình ông Trầm B trên thực tế có thể còn lớn hơn nhiều, bởi nó còn nằm trong những tài sản thuộc các doanh nghiệp chưa niêm yết như Bệnh viện Đa khoa Tư nhân, Triệu An, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Sơn. Công ty Sơn Sơn được thành lập từ năm 2000, là công ty đầu tiên tham gia vào thị trường chiếu xạ Thanh Long xuất khẩu và giữ thế độc quyền thị trường này đến tận năm 2009. Khi có thêm chiếu xạ An Phú tham nhập vào thị trường, công ty Sơn Sơn hiện có vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng do con trai cả của ông B là ông Trầm Trọng Ngân điều hành. Anh em nhà ông Trầm B góp mặt trong ban lãnh đạo của Bệnh viện Tư nhân Triệu An. Ông Trầm B khi ông cùng ái nữ Trầm Thúy Kiều có chân trong hội đồng quản trị. Từ những ngày đầu tiên, Bệnh viện Triệu An là bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y tế công nhận đa chuyên khoa sâu và có quy mô lớn nhất Việt Nam, nắm giữ hàng loạt các ngân hàng và doanh nghiệp đầu ngành. Nhà ông Trump B được biết đến là gia đình siêu giàu có, với nhà đất 100 triệu USD ở Mỹ và lâu đài 30 ha bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, vị thế của gia đình này tụt dốc nhanh chóng, ông Trầm B đã rút khỏi các ngân hàng và thối lui ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh. Ông Trầm B thôi giữ chức Phó Chủ tịch Sacombank từ tháng 11 năm 2015 và cũng đã ủy quyền vô thời hạn vốn cổ phần tại ngân hàng mới sáp nhập giữa Sacombank và Southbank cho ngân hàng nhà nước. Ngày 1 tháng 8, ông Trầm B và dàn lãnh đạo liên quan đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng. Trả lời, trong ngày 2 tháng 8, ông Dương Công Minh, tân chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank cho biết, ông Trầm B hiện có hai khoản nợ tại Sacombank gồm khoản nợ liên quan tới bất động sản với giá trị khoảng 33.000 tỷ đồng và khoản nợ là cổ phiếu khoảng 10.000 tỷ đồng, tổng cộng là 43.000 tỷ đồng. Những khoản nợ này có tài sản đảm bảo và phía Sacombank đang tích cực thu hồi. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.